trưởng Bộ Tài chính khẳng định các công ty phát hành đã cam kết sẽ trả đúng hạn những trái phiếu đến hạn trả nợ. Bảy mươi lăm phần trăm người dân đã được sử dụng internet. Quá trình chuyển đổi số sẽ không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế. Từ một đô la tiền mặt mà chúng ta thu về được, chúng ta thu thêm được 5 đô la tri thức nữa, và cái đó cực kỳ quan trọng. Từ ngày mai, Nhật Bản sẽ mở cửa đón khách du lịch cá nhân và nhập cảnh miễn thị thực. Ngoài những thông tin đáng chú ý vừa rồi thì